Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn. Hàng loạt ghế đá công cộng bị phun sơn quảng cáo cờ bạc. Nghịch tử lãnh án chung thân. Khánh Hòa, 4 người trong gia đình thiệt mạng bất thường. Đại diện ECOWAS lạc quan về một giải pháp ngoại giao cho Niger. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 8, các trường đại học trên toàn quốc nói chung và ở phía Bắc nói riêng công bố điểm chuẩn xét theo phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo thống kê, đã có hơn 200 trường công bố điểm. Xếp top 1 trong các trường đã công bố điểm chuẩn. Ngưỡng điểm cao nhất là của ngành khoa học máy tính IT1 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,42 điểm. Tuy nhiên, với cách tính điểm riêng dựa vào điểm chính môn toán và cách tính điểm ưu tiên mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hai thủ khoa toàn quốc khối A00 đã không đỗ nguyện vọng 1 ngành này. Tại khu vực phía Bắc, A khoa xếp sau ngành IT1 của trường Đại học Bách khoa là ngành quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Vị trí tiếp theo đó là ngành ngôn ngữ chung tổ hợp D01 của trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội với 28,5 điểm. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho hay, vào trưa ngày 23 tháng 8, ô tô 4 chỗ biển số Hà Nội do anh TTT, tên viết tắt 36 tuổi, ngụ Tuyên Quang, bất ngờ bốc cháy dữ dội tại nút giao khuất Duy Tuyến, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Vào thời điểm trên, ô tô này đang lưu thông trên đường khuất Duy Tuyến, hướng từ Mỹ Đình đi Nguyễn Xiển. Khi đi đến khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển thì xe bị chết máy. Ngay sau đó, anh Tê gọi người của xưởng sửa chữa ô tô đến để kích điện bình ắc quy. Vừa kích điện thì xe xảy ra chập cháy. Khi thấy đám cháy bùng lên từ ô tô, lực lượng của đội cảnh sát giao thông số 7 đến hỗ trợ chữa cháy, tổ chức phân luồng giao thông. Chiếc xe sau đó được dập tắt, xe bị hỏng phần đầu, không có thiệt hại về người. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thị Trung, 52 tuổi, ngụ thành phố Kon Tum, 6 năm 9 tháng tù và Nguyễn Thị Duyên, 36 tuổi, ngụ thị trấn Đắc Hà, 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, Trung làm nghề nội trợ và Duyên làm nghề nông nhưng giới thiệu có quan hệ có thể xin việc cho em TNA, tên viết tắt, ngụ thị trấn Đắc Hà, tốt nghiệp trung cấp y chuyên ngành điều dưỡng vào các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh. Từ đó, Trung và Duyên yêu cầu gia đình MTNA, tên viết tắt, đưa 250 triệu đồng để chạy xin việc. Tuy nhiên, số tiền này được hai bị cáo dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân chứ không chạy việc như đã hứa. Ngoài ra, Dương Thị Trung còn đưa ra thông tin gian dối xin việc cho TNA, tên viết tắt, để ông NXC, tên viết tắt, hàng xóm TNA, đưa mượn thêm 40 triệu đồng. Do đó, Trung phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, quy định tại điểm G khoản 1, điều 52 Bộ Luật Hình sự. Hàng loạt ghế đá công cộng ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình bị phun sơn, gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, thời gian gần đây, hàng loạt ghế đá công cộng tại các công viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới liên tục bị phun sơn quảng cáo cờ bạc. Việc phun sơn quảng cáo trên ghế đá khiến nhiều người dân bày tỏ bức xúc trong quá trình sinh hoạt, sử dụng. Nội dung quảng cáo ở các ghế đá đều là những khẩu hiệu và địa chỉ của các trang web đánh bạc, cá cược trái với quy định của pháp luật. Ghế đá sau khi bị phun sơn rất khó có thể lau chùi bằng các biện pháp thông thường. Các ghế đá tại khu vực công viên Nam Trần Hưng Đạo bị phun sơn web đánh bạc OK VIP với nội dung hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ. Nhiều bạn trẻ sinh sống thành phố Đồng Hới cũng bày tỏ sự bức xúc về việc phun sơn thiếu văn hóa tại các ghế đá công cộng. Các đối tượng phun sơn hầu hết các ghế đá tại công viên Nam Trần Hưng Đạo, công viên phường Đồng Hải, công viên Nhật Lệ, quảng trường Bảo Ninh. Hàng chục ghế đá dọc sông Nhật Lệ bị phun sơn quảng cáo web cờ bạc gây phản cảm. Nhiều ghế đá dọc đường Trương Pháp và biển Nhật Lệ cũng chịu số phận tương tự. Thậm chí, một số ghế đá tại công viên Nam Trần Hưng Đạo bị đập phá, hư hỏng vẫn bị phun sơn quảng cáo cờ bạc. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Toàn, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, mức án chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân. Theo cáo trạng, Toàn sống chung với nhà mẹ ruột sinh năm 1946, đã già yếu, bệnh tật, nhiều lúc không tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày. Toàn cho rằng mẹ già không làm đúng theo ý mình.
Từ tháng 12 năm 2021 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, Toàn nhiều lần dùng tay chân đánh đá vào người mẹ ruột, gây thương tích 45%. Riêng trong ngày 21 tháng 12 năm 2022, Toàn tiếp tục dùng chân tay đánh đá nhiều lần vào người mẹ ruột. Sau đó, người thân phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi trên ghế trong nhà nên đã trình báo cơ quan công an. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do máu tụ dưới màng cứng bên phải, xuất huyết dưới màng cứng thái dương phải. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện, 58 tuổi, tên gọi khác là Thiện Soi, và Lê Thái Phong, 31 tuổi, con trai bị cáo Thiện về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thiện Soi từng được gọi là đại gia khi có tòa biệt thự giác vàng nổi tiếng nằm ngay quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nghe công bố cáo trạng, bị cáo Lê Thái Thiện cho rằng mình bị oan và không đồng tình với những quy kết của toàn bộ cáo trạng truy tố mình cho vay nặng lãi. Bị cáo cho rằng cách tính tiền lãi của viện kiểm sát như cáo trạng truy tố là không đúng với quy định. Thời điểm bị cáo cho các bị hại vay là từ 2017 và có sự chuyển tiếp, mức lãi suất không quá 12%. Ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 4 người trong gia đình tử vong bất thường. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm phát hiện dấu hiệu bất thường tại nhà ông HXH, tên viết tắt 52 tuổi, tại địa phương nên đã đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện 5 người trong gia đình ông H đang nằm bất động. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vợ ông H cùng 3 người con gái đã tử vong. Riêng ông H đang thoi thóp nên được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Cam Lâm đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Trưa 23 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác minh vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe ô tô 5 chỗ trên quốc lộ 1 thuộc địa phận phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ô tô du lịch biển số Đồng Nai lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi đến đoạn khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình bất ngờ va chạm với xe tải đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ô tô du lịch bị bật ngửa, biến dạng và tài xế may mắn được người dân kịp thời đưa ra ngoài trong tình trạng xây xát nhẹ. Do vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đông phương tiện qua lại nên khiến một đoạn đường bị ùn tắc. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Phòng Giáo dục quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi trong khuôn viên trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam. Theo trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, sự việc đau lòng trên xảy ra tại bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, địa chỉ tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Nam sinh lớp 9 được phát hiện đã tử vong trong quá trình bơi tại bể bơi nằm trong khuôn viên của ngôi trường này. Phía đại diện trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cũng cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc và cùng gia đình tập trung vào việc lo hậu sự. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Vào ngày 23 tháng 8, công nhân phát hiện lửa khói bốc lên từ tiệm phế liệu số 468/12C, đường Bình Giả, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, nên dùng nước tại chỗ để dập lửa. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Vũng Tàu đã khẩn trương điều một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huy động thêm xe tưới công viên của thành phố Vũng Tàu để tiếp nước. Sau 30 phút, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Tuy nhiên, đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa bùng phát trở lại. Hiện hậu quả và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng Bà Rịa Vũng Tàu điều tra làm rõ. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Thời cầm quyền, các chính sách của ông Thaksin Shinawatra đã thay đổi cuộc sống của người dân nông thôn Thái Lan. Chính vì điều đó đã khiến họ luôn yêu quý và ủng hộ ông. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, sau hơn 15 năm sống lưu vong, cựu thủ tướng Thaksin đã trở về Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi trở về, ngay lập tức chính trị gia 74 tuổi này bị bắt và phải chịu 8 năm tù vì 3 bản án tuyên vắng mặt trong thời gian ông không ở trong nước. Vào năm 2001, ở tuổi 48, ông Thaksin đã thành lập đảng Thái Rắc Thái và lên nắm quyền với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử lúc bấy giờ. Ông là chính trị gia đầu tiên khai thác sức mạnh bầu cử ở nhóm cử tri nông thôn phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan
vốn đông dân và nghèo hơn những khu vực khác của đất nước. Ông đưa ra chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, quỹ làng để kích thích tăng trưởng kinh tế địa phương, cũng như các chính sách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và giúp đất nước phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Thạc Xỉn đã xây dựng hình ảnh trước công chúng như một nhà đấu tranh vì tầng lớp nghèo và giành được lòng tin yêu từ hàng triệu người Thái. Những chính sách của ông đã thay đổi cuộc sống của nhiều người và vẫn có ý nghĩa đến tận ngày nay. Nhiều người ủng hộ liên kết thời gian ông tại vị với thời kỳ thịnh vượng kinh tế của Thái Lan. Ông Abdul Salami Abubakar, một đặc phái viên của ECOWAS về tình hình Niger, khẳng định giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại nước này là hoàn toàn trong tầm tay. Trước đó, vị này đã có cuộc gặp với Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người hiện giữ cương vị chủ tịch ECOWAS, để báo cáo về chuyến thăm của phái đoàn do ông đứng đầu đến Niger vừa qua. Cụ thể, phái đoàn ECOWAS do ông Abubakar đứng đầu đến Niger đã có cuộc gặp với chính quyền quân sự tại thủ đô Niamey, trong đó tập trung thảo luận vấn đề phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum. ECOWAS luôn khẳng định ưu tiên chuyển giao quyền lực nhanh chóng và hòa bình. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Abubakar cho biết cuộc thảo luận của phái đoàn ECOWAS với chính quyền quân sự ở Niger đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực, mở ra cơ hội đàm phán và hy vọng mang lại kết quả. Cũng theo ông Abubakar, ECOWAS sẽ tiếp tục cân nhắc mọi giải pháp cho tình trạng bế tắc chính trị xã hội tại Niger. Bên cạnh đó, ông đã trao đổi với chủ tịch ECOWAS về kế hoạch chuyển tiếp kéo dài tối đa 3 năm của chính quyền quân sự ở Niger. Kế hoạch này sẽ được chủ tịch ECOWAS Tinubu thảo luận với những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các nước trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai máy bay chiến đấu đã được điều động để ngăn chặn máy bay không người lái tiếp cận bán đảo Crimea. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, để ngăn chặn nguy cơ xâm phạm biên giới Nga và đối phó với các hoạt động trinh sát, hai máy bay chiến đấu của Nga đã được xuất kích để chặn các máy bay không người lái UAV. Được biết, gần đây, Ukraine được cho là tăng cường nhắm vào Crimea bằng các thiết bị không người lái và tên lửa tầm xa. Chỉ riêng tuần trước, các hệ thống phòng không của Nga đã chặn một cuộc tập kích tên lửa và bắn hạ ít nhất 20 UAV nhằm vào Crimea. Ngoài ra, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích liên tiếp bằng UAV vào thủ đô Moscow và các vùng biên giới của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 22 tháng 8 cũng xác nhận các máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã phá hủy một xuồng trinh sát trên biển của Ukraine gần các cơ sở khí đốt trên Biển Đen. Hải quân Mỹ cho biết khu trục hạm Howard mắc cạn khi trên đường cập cảng tại đảo Bali của Indonesia, song sau đó tự thoát khỏi vị trí này. Được biết, trước đó khu trục hạm USS Howard bị mắc cạn nhẹ trước khi đến Bali, Indonesia, trong chuyến thăm cảng theo lịch trình. Khi phát hiện dấu hiệu sự cố, những người phụ trách đảm bảo an toàn lập tức hành động để bảo vệ con tàu và thủy thủ đoàn. Mắc cạn nhẹ là thuật ngữ chỉ tình trạng thân tàu chạm đáy, song có thể tự thoát ra ngoài mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài hoặc cũng không chịu thiệt hại nhiều do sự cố. Hải quân Mỹ công bố thông tin về vụ mắc cạn sau khi thông báo hạm trưởng Kenji Igawa bị miễn nhiệm do thiếu khả năng chỉ huy. Đại tá Edward Angelinas, từng giữ chức hạm trưởng tuần dương hạm Robert Mons, sẽ chỉ huy chiến hạm Howard tới khi hạm đội 7, Hải quân Mỹ bổ nhiệm sĩ quan thay thế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!